Hello, Giao Phúc Vlog mình chào hết tất cả quý khán giả đang xem kênh của Giao Phúc Vlog nha. Chào tất cả quý khán giả nha. Bữa nay là cái đoạn đường ở Chi Tôn đi vô săn đu bò nè quý khán giả. Xe cộ đông nhóc ở chân nè, bên kia là núi Cô Tô. Núi Cô Tô nha. Rồi, bây giờ em sẽ đi vô em quay cho quý khán giả xem nha. Gớt cái gì ơi? Dép. Gớt dép hả? Né con bò đó. Thấy rồi, thấy rồi. Mày điện thoại có gớt không? Có gớt điện thoại không? Tưởng đâu gớt điện thoại thì xong luôn. Ôi ôi, té luôn, em bò té luôn rồi. Té rồi, nó không chịu đi rồi. Nó không chịu đi rồi. Tôi luôn. Tôi giờ nào hết thôi. Còn uống nước rồi. Quá đông rồi, bò bị gì không chịu đi rồi. Không mất tiêu hết trơn rồi, chờ. Không chịu đi gì vậy. Không chịu đi gì vậy. Đi nó chưa đi. Không chịu đi gì. Chuẩn bị ra chặn mà con bò nó không chịu đi quý khán giả ơi. Rồi té luôn, té luôn. Ôi ôi, té luôn, em bò té luôn rồi. Té rồi, nó không chịu đi rồi. Nó không chịu đi rồi. Tôi luôn nó không chịu đi rồi. Ngã cây rồi. Nó không chịu đi gì vậy á. Rồi một kia ra mới được. Đâu? Đi ra, đi ra. Đi ra nha. Té luôn. Bà chậm ơi. Bò tới rồi nãy ra rồi. Lên nữa. Con này chuẩn bị ra chặn nha quý khán giả. Bò nó mệt quá vậy. Quá đông người. Gớt cái gì ơi? Dép. Gớt dép hả? Né con bò đó. Thấy rồi, thấy rồi. Mày điện thoại có gớt không? Có gớt điện thoại không? Tưởng đâu gớt điện thoại thì xong luôn. Bên kênh gì vậy? Em kênh Giao Phúc Vlog á. Cho anh ta vậy tính bên tay á Quỳnh. Em ở đây quay chùa chuyện không mà tại bữa nay thấy cái này em cũng vậy nè. Ở trong công viên hôm nay đông nha. Đông lắm. Đông. Quá đông người. Còn nhóc chưa? Đua chừng nào hết thôi. Còn uống nước rồi.
Rồi rồi rồi, uống rồi. Quá độc. Đó, bò chuẩn bị ra săn nè. Sớm giờ mới ra. Cái 10.000 cái nóng